Diego Perotti rất bình tĩnh, cực kỳ chính xác. Phút thứ 30, Perotti đưa Genoa vươn lên dẫn trước. Đây là bàn thắng thứ hai của Perotti tại Serie A mùa này. Có thể thấy tâm lý cực kỳ tự tin của cầu thủ người Argentina. Thủ môn Berisha đã hoàn toàn bị đánh bại.